Mà lúc con vào con nghe tiếng gì rồi mà. Không chia sẻ màn hình của bạn cũng nghe được nhạc á? Không thể được. Được không? Ok. Rồi, biết điểm chưa? Còn chưa, chưa biết được. Không ra bài tập không nhỉ? Hình như có đấy. Làm chưa? À, rồi, không chụp lại, không gửi cho. Để gửi đi. Cái này đi như nào nhỉ? Cái nồi nó sao lại có cái gì đây nhỉ? Không tắt được đâu ạ. À, được. Để chụp ảnh gửi cô nhỉ? Vâng. Con cho bé lại nhá cô nhé. Con chụp luôn tờ. Ô, hình như là cô cho bài đấy không phải đây 83 mà phải đây bao nhiêu rồi. Nhầm hay sao ấy nhỉ? Con thấy vào tháng 3 ấy đi cô. Ồ 83 đúng rồi. Đúng. Đến gửi luôn nha. Gửi rồi đấy cô. Cô không hiểu sao cái bài này mà bạn vẫn làm sai được nhỉ? Thứ nhất là bài 1 không làm. Bài 1 này sao mà có một đọc nào, chỉ sắp xếp được thành câu thôi mà. Bài đầu tiên ý, câu 2, part 5, number 2 ý. Thơ gì đấy? Tôi gì? From Sách của cô ấy thì sao, sao mà cô này mãi không làm được nhỉ? Này sao mà mãi vẫn chưa làm được? Hôm trước cô đã dạy một lần rồi. Tiếp, quần những chiếc quần áo này thì không đắt như tôi tưởng, như là đây. Những chiếc quần áo này. Cái gì đây? These clothes. Cái nào nữa? Glow as Not. are not as Cái phần này bạn phải làm được đúng. Nó rất là dễ rồi. Con phải tập trung vào đi. Không là đến lúc đến kỳ thi cuối kỳ lại không làm được đấy. Câu 1, bài mà phát âm. Đọc cho cô từ đầu tiên bài 1 nào. A là gì đây? Teenager. B. D á B là gì? Đọc như nào? cô. Gazer. C. Girl. Guess. Guy. Guess. Get. D. Regularly. Regular. Thế cô hỏi bạn, bạn thấy cái nào khác? Cái thứ nhất. Thế tại sao con phải vào cái thứ ba? Cái bài này làm đến bao nhiêu lần rồi không biết nữa. Mà vẫn sai. Cái từ gui, cái từ số C nên con bác Hồ. Con không biết đọc nhưng mà kể cả con đọc vui hay là gì đấy nhưng nó vẫn là âm G mà. Hiểu chưa? Nó vẫn là âm Ờ. G. Với cả con chỉ cần, con cần gì biết đọc từ này hả?
Con cần biết đọc không? Đọc được hai từ này, together và regular là đã thấy là hai từ đều là g mà một cái là teenager. Trong dạng bài này chỉ cần đọc được 3 từ là làm được rồi nhá, không cần đọc được 4 từ, hiểu chưa? Trong dạng bài này chỉ cần đọc được 3 từ và một từ khác đi thì là cái từ khác đó. Còn nếu đọc được 3 từ mà 3 từ đấy giống nhau thì có nghĩa là từ còn lại. Thế thôi, mãi không hiểu làm bài này thế nhỉ. Rồi câu 2 arrange hour rồi. Câu 4 cô không hiểu sao con làm sai được câu 4 nữa. Đọc thế nào? Câu 4 làm bao nhiêu lần rồi? Nhìn lại xem đáp án nào đấy. Future. Thế tại sao gì do gì mà lại đọc làm sai được nhờ? Con làm quá ẩu đấy. Con làm ẩu như thế này cho đến lúc con đi thi thì con làm con định như nào? Định 5 điểm hay là định 4 điểm? 7 điểm ạ. 7 điểm mà con làm này không bao giờ được 7 điểm. Câu 5 cô không hiểu sao con sai nữa, cô phải mách mẹ thôi. Cô cho con làm bài này quá nhiều lần rồi mà con sai đi sai lại. Câu 5 làm nào? Thôi, nói chung là con làm bài này con làm cho xong thôi. Cô hỏi thật chứ nếu như con không, cô hỏi nhé, nếu như con làm bài cho xong thì con lý do gì con cứ đòi bài tập để làm gì? Con phải làm, con bài tập phải làm thật cẩn thận chứ. Mẹ con hôm nay mẹ con có bảo cho con là cô gửi bài tập đâu, con không biết cô gửi bài tập, vừa lại con mới làm một lúc với cô. Có thể con không check con, cô thấy con on Zalo suốt mà. Mẹ con đã theo một thế lên làm. Con bảo mẹ con là khi nào cô gửi bài mẹ bảo con, xong rồi mẹ chả bảo. Hôm nay con mới mở Zalo ra mới biết. Thế con làm bài này trong bao lâu? Dạ, 30 phút. 30 phút á? Vâng. 30 phút mà cái kết quả là như thế này. 30 phút là lâu lắm. 30 phút mà làm ra một bài mà nó ẩu đả như này mà lại không làm được hai câu đầu. Bài này bạn làm như kiểu làm trong vòng 5 phút ấy chứ không 30 phút đâu. Tiếp này câu 5 là làm xem câu 5 thế nào, làm lại xem nào. À, trời ơi, con ơi cô dạy cô này. Cái từ này đọc là sugar, sờ nặng nhá. Su có mấy này là gì? Serious, symptom và source. Cái này là sugar. Bạn nhớ cho cô cái từ sugar chắc chắn đi thi có đấy. Cái này là đọc là sờ nặng nhá. Sờ, sugar. Ghi nhớ thật là kỹ vào đấy. Cái bài này cô cho làm chắc phải tầm 6-7 lần rồi. Thậm chí là có thể gần 10 lần vẫn sai. Nào 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 nào, câu 2 làm sai này, câu 2 này. Cho to lên tí nhìn nữa. Câu 2 nhá. I am not ready mà lại dùng to à bạn? Câu phủ định về dùng gì? Câu phủ định không, nhưng mà đằng trước nó có cái chữ em kia rồi mà cô. Hiểu à? Em tất nhiên là phải có em rồi. Cái chính là nó phải có not hay không có not đi chứ, cái em hay không em không liên quan. Cái quan trọng là có not hay không ấy, bạn không hiểu à? Phủ là em nó chia thành hai câu, Cái gì? Liên quan con tưởng em kiểu như là nó chia làm hai câu, một câu với chứ một câu đằng sau. đây cái gì mà về trước vậy, sau đây là một, con không hiểu à? Cái nhớ cái to với is không? Ví dụ nhá, I don't like music. Don't là do not đấy, được chưa?
Rồi. And my, ví dụ brother doesn't either, hiểu chưa? Nghĩa là cứ phía trước, nếu tôi không thích và anh tôi cũng không thích thì dùng either, còn nếu như tôi thích và anh tôi cũng thích thì dùng to. Ờ, cái phần này cô tưởng là bạn đã phải làm rất thạo rồi, phần to với either này mấy lần bạn làm tốt rồi mà. Tưởng là em Em chả liên quan gì, quan trọng là hay câu riêng biệt chứ, hay câu riêng biệt chứ cô. riêng biệt. Em liên quan gì đến riêng biệt ở đây? Liên quan gì? Nhìn cái câu này hiểu, không vẫn không hiểu bài này à? Ví dụ nhá, vế một tôi không thích, được chưa? Vế hai và anh tôi cũng không, và anh tôi cũng không thì là either. Còn ví dụ như là tôi thích và anh tôi cũng thích thì là dùng to, hiểu chưa? Tôi không thích và anh tôi cũng không thích thì dùng either. Tôi thích và anh tôi cũng thích thì dùng to. Bây giờ vẫn chưa hiểu. Cái chính là nó phải có nọ, nhìn vào not hay không, chứ không phải là nhìn vào cái kia. Không phải là em hay là do hay die gì, mà cái chính là nhìn vào not hay không not ấy. Con tưởng là đằng sau nó là một cái câu khác nên nó không có phủ định nên con chỉ làm thế thôi. Cái dạng bài này là nó không, là nó phải liên quan đến câu trước, bạn hiểu không? Cái dạng bài này là nhìn câu trước để làm câu sau ấy. Câu trước mà not thì câu sau cũng là thì dùng either, câu trước không not thì câu sau dùng to, hiểu chưa? Có hai câu nhá. Đây, câu này là một câu này, sau đó end, ở đây sau này là một câu. Nhìn câu trước có not thì câu sau dùng either, nếu câu trước không có not thì câu sau dùng to. Vâng. Bài này cô thấy làm đi làm lại bao nhiêu là làm được tốt rồi mà bây giờ lại quên hết rồi. Quên. Không hiểu ai dạy con cái kia đấy. Cái cách gì mà em hai vế là gì? Cô ba. Tôi nghe dịch ra nhá, cô ba này. Tôi muốn đỗ kỳ thi bởi vì tôi học chăm chỉ. Phải là tôi học chăm chỉ bởi vì muốn đỗ kỳ thi, chứ ai lại tôi muốn học chăm chỉ bởi vì, à, tôi muốn đỗ kỳ thi bởi vì tôi học chăm chỉ, nghe nó vậy là gì? Tôi muốn đỗ kỳ thi vì vậy tôi học hành chăm chỉ. Lý do là muốn đỗ kỳ thi và kết quả là gì? Học hành chăm chỉ vì muốn đỗ kỳ thi. Sao mà có mỗi cái mấy cái bài này mà các bạn mãi mà không làm được, because với sâu chứ nhở? Cô cảm thấy rất là dễ luôn ý, cũng là đó là phần liên quan đến tiếng Việt ý, chứ không phải tiếng Anh nữa rồi. Nghĩa là con chỉ cần hiểu ý nghĩa tiếng Việt, sau đó con áp vào thôi. Gì đây? Nào, câu 4 này, người mà điều khiển một dàn nhạc giao hưởng nhá, orchestra là một cái dàn nhạc giao hưởng nhá, thì là conductor là nhà soạn, à, nhạc trưởng. Đi và đi, conductor là nhạc trưởng. Làm bài xong rồi ạ. ai ai rồi, would you like,
Con ơi, nghe nhá. Bạn có muốn tôi tắt mẹ câu này cô cũng làm cho làm từ học kỳ 1, nghĩa là từ hồi mà ôn giữa kỳ rồi ý, chứ không phải là giờ nữa đâu. Dịch ra này, bạn có muốn tôi tắt máy tính hộ bạn không? Mà lại vâng, tắt hộ tôi đi, tôi sẽ tự làm nó. Ơ thì đã nhờ là gì đây? Yes please, nghĩa là vâng tắt hộ đi rồi mà lại tôi tự làm. Đã nhờ người ta tắt rồi xong dậy một lúc sau lại bảo tôi tự làm. Thế là đáp án gì? No thanks, không cảm ơn, để tôi tự làm. I do it myself là tôi sẽ tự làm. Người ta đang hỏi là bạn có muốn tôi tắt hộ máy tính không? Bạn là tôi tự làm thì nghĩa là phải là gì? No thanks chứ. Còn yes please là vâng, anh làm hộ tôi đi rồi còn gì nữa. Sao mà những câu này làm lại đi là lại mà vẫn sai hết sạch. Câu này cô dạy bao nhiêu rồi? When I was a child, nghĩa là gì? Như tôi còn là một đứa trẻ thì điều này đã xảy ra và kết thúc rồi, phải là đáp án B chứ. Câu này at the moment nghĩa là gì đấy? Moment. Là thì thôi. Thì gì mới được chứ? Thì tôi không thấy rồi. Moment là vào lúc này, ngay lúc này, hiện tại là hiện tại tiếp diễn chứ. Rồi, cô dạy con một cái công đổ hết xuống sông xuống biển rồi quên hết sạch rồi, ôn đi ôn lại. Này thì đến bao giờ mới mới học được sang cái mới hả Hưng? Chuẩn bị học sang câu bị động đấy. Mà bây giờ Vâng. quên hết sạch như thế này, đầu óc có để đâu, chơi game chơi ghiếc cho lắm vào. Thì live cooking được rồi. Hai là written. Câu này là câu hỏi thì have you written nhá. I wrote rồi. Bạn phải nhớ cho cô một cái thì hiện tại tiếp diễn đi. Tiếp nào. Is S S Kate's car. Rồi. My favorite meat is chicken. Được rồi. May có mấy bài cuối này làm còn đỡ. Nhưng mấy bài trên là nó dễ, không thể dễ hơn rồi mà vẫn sai đấy nhá. Lần sau mà còn sai kiểu này nữa là không chấp nhận được đâu. Vào đợt tầm này đừng có ham chơi Hưng ơi, con phải tập trung học hành trở thành người ngoan ngoãn. Chơi cũng được thôi nhưng mà nó phải vừa phải thôi, việc học mới là quan trọng. Đây là... Đây mời bạn làm cho cô bài này. Làm hết sai cô nào cô? Làm câu 1, 2, 3, 4 đây. Vâng. Bài mà phát âm ấy. Làm nhiều nha, cẩn thận nha. Vâng. Enjoy.
quá, cô 4 đi, cô 4 cô dạy nhiều rồi đấy, làm bài này nhiều rồi. Đang nhớ lại xem. Đọc nhầm. Một phút nữa thôi nhá, cho một phút nữa thôi, làm đi. Rồi. Câu 1 này, A này, dependent này, absent government, nghĩa là enjoy, đúng rồi này. Câu 2, volunteer, engineer, clear, nghĩa là committee, đúng rồi này. Câu 3 này, hat, map, cap, và cái là what, đúng rồi. Như câu 4 này nghe nhá, was. Câu A là was, B này, wall, walk, water. Thế phải là đáp án A chứ. Was, cái này là ơ. Ba cái là all, wall, walk và water, được chưa? Vâng. Bài làm chơi à? Bài trưởng. Được đúng không? Đây mời bạn làm. Điền chung câu. Vẫn phải cẩn thận, mình vẫn phải làm ôn lại unit 1, 2, 3 vì thường là cuối học kỳ người ta cũng sẽ đưa một số những cái ấy mà từ đầu học kỳ người ta kiểm tra cả hết lại, được chưa? Nên vẫn phải ôn lại. Đèn chu và phone nhá. Wow. Rồi câu 1 chu đúng rồi này, câu 2 chu đúng rồi, câu 3 sai đúng rồi này. Ơ câu 4 đúng rồi mà. Câu 4 là phải là chu nhá. Gì đây? Tôi chỉ thích việc ngồi trên thuyền và chẳng làm gì cả, thì ở đây là gì? Interested in với cả enjoy nó là giống nhau đấy nhá bạn nhá. Được chưa? Đồng nghĩa thì câu này phải là chu. Bây giờ vẫn làm lại cho cô câu 2 và câu 3 xem nào, xem còn nhớ không. Vừa chữa ban nãy đấy. Câu 2 và câu 3 nhá. Đây này. Sắp xếp từ vựng. Người ta đã cho từ này đứng đầu này. Thấy chưa? Người ta cho hai từ này đứng đầu rồi đấy, nhìn thấy hai từ viết hoa. Đánh lên bảng.
Con ơi, người ta cho cái từ quan trọng nhất thì lại vứt. Ta cho từ from đây này, different from mine chứ. Tất cả có mỗi một từ book thôi, lấy đâu ra một hai từ book. Lấy đâu ra hai từ book. Người ta cho, đây là bài sắp xếp từ thành câu mà. Cho cái gì đưa cái đấy chứ. Sao mai nghi nè này, mai như này làm sao mà có danh từ được. Hết câu 3 đi. Bọn Làm cẩn thận vào. Con phải làm những bài này thạo đi để cô còn chuyển sang dạy cái phần từ câu bị động chứ. Bây giờ trên lớp đã biết mấy rồi. đấm chân đây. Im mồm. Bạn học bạn nói chuyện với ai em hay là gì ấy mà nói ghê. These đứng đầu tiên nhá, these sau these phải là một danh từ, bạn tìm cái danh từ đấy đi. Sau these that these those ấy thì phải là một danh từ. Được quần áo đâu? Lâu cái này à? Con ghi đi these clothes đi thì như nào? Không phù biến. Của em vô duyên lắm. Gì họ hàng đến từ rồi làm như này xong rồi nhá, đừng có quên nhá, mấy câu này cẩn thận đấy, kéo nó lại rơi vào đi thi. Rồi tiếp nào, bây giờ mình sẽ làm tiếp. Vì đây những bài này là dễ sẽ bị rơi vào đấy, làm cho cẩn thận nhé. Bây giờ mình sẽ làm từ câu 1 đến 3 cho cô trước, 1 2 3 trước, làm cẩn thận với nhau. Toàn làm hết qua đây làm lại thôi đấy để ôn cho bạn đấy. Vì bạn hay quên, những cái phải ôn đi ôn lại. Con hay thuộc mà cô. Con hay quên ý, chứ con hay thuộc đâu. Quên suốt. Làm một bài toàn làm 5 6 lần vẫn quên. Đâu. Cô là người sao không biết à? Thậm chí còn cao còn nhiều hơn như thế. Nói chung con làm gì thì làm cuối kỳ này phải đạt 7 điểm. Vâng. Những câu mà không bị điểm thì vứt. Chuyện gì đó. Học như thế này mà còn không được, nhẽ ra phải 8 điểm. Học suốt, suốt ngày ôn, đi ôn lại mấy cái bài đấy.
Nào câu 1 này. Cook đúng không? Bởi vì là food, food là đồ ăn thì nấu đồ ăn này. Câu này sao các bạn không thể nhớ được nhờ? Mozart là một nhà soạn nhạc nhá. Bạn làm ơn bạn ghi vào nhá, Mozart và Beethoven ý. Hôm đã cho nghe nhạc Mozart rồi bây giờ lại quên hết rồi. Mozart con bao giờ nghe nhạc đấy đâu. Thế mới chán. Rồi thì Beethoven yên não kiểu gì cũng chả hiểu cái gì rất là tốt cho não đấy. Nói chung là Mozart, Beethoven là hai composer được chưa, nhớ cho cô đấy. Và hai ông này đều đã chết thì phải gì dùng quá khứ đơn, nhớ chưa? Hai cái phần này, hai phần cực kỳ quan trọng. Mozart, Beethoven rất dễ rơi vào trong phần đề thi. Actress đúng rồi, bởi vì daughter là con gái, con gái sẽ trở thành một nữ diễn viên đúng không đấy. Còn actor là nói về đàn ông thì lúc đấy dùng actor nhá. Đàn ông người dùng actor. Nào làm 4, 5, 6 đi. 4, 5, 6 làm cho thật cẩn thận vào. Sách bài kiểu gì đấy, mà lại dùng mở sách kiểu gì mà làm sai đấy con? Heaven God nghĩa là gì? Có not là câu phủ định mà lại dùng some. À some chỉ dùng trong câu khẳng định với cả câu hỏi would you like với can I have thôi con ạ. Câu gì sách bài kiểu gì rồi mở ra mà lại vẫn sai? Không, con đang nhớ lại ở cái sách là nó ghi xăm xăm cái gì đó kia kìa. Nhưng mà đây là câu phủ định cơ mà. Con nhớ cho cô nhé, muốn dùng sau hay any là phải xác định nó là phủ định hay khẳng định. Phủ định là câu có not ấy. Câu có not thì làm sao mà dùng xăm được, tẩy đi làm lại câu khác. Câu phủ định làm sao dùng xăm?
Trời ơi, bread là danh từ không đếm được mà bạn làm sao mà ơ được. Chỉ có a loaf of bread thì mới đếm được thôi, còn bread không không đếm được đâu. Thì vậy là đáp án gì? Không đếm được mà lại là phủ định thì dùng từ gì đấy? Không đếm được mà là phủ định. Any. Thì any chứ còn gì nữa. Any xăm này, ai giờ rồi tu này, mấy cái đấy nhá, là toàn là trọng tâm đấy mà học vẫn quên thế này. Về nhà ôn nhiều vào. Làm bài tập thì con phải làm cẩn thận hơn nữa vào. Cô không hiểu sao nửa tiếng làm mà lại như thế được. Không phải là nửa tiếng làm bài tập là chơi điện tử 25 phút rồi làm bài tập 5 phút đâu nhá. Tập trung làm bài thôi. Làm bài cho mà cô. Làm nửa tiếng mà một ra một cái kết quả tệ hại như thế. Thì coi như quên hết nhưng còn gì nữa. Nào làm câu 5 đi xem nào. Rồi cô sáu xem nào. Thu cái gì hả cô? Peaceful là yên bình. Phải đọc cái câu trước để hiểu ý turn the TV off nghĩa là gì. Tắt tivi. Rồi, thế tắt tivi tại sao? Vì chương trình nó như nào? Boring. Boring được chưa? Câu này làm nhiều lắm đấy. Nào, làm câu 78 thôi, 9 làm rồi, bỏ 78 đi nhá. Ai làm bỏ 9 đi làm 78 thôi. À. Câu 8 là câu nhá. Vừa làm xong bây giờ cho làm lại xem còn nhớ không. Câu 7 làm cẩn thận vào. Xác định xem là câu nó phủ định hay khẳng định như thế nào đấy được chưa? Đúng không cô? Rồi câu I do not đúng không? Do not là câu phủ định. Thế dùng any này về sau lại I have là khẳng định thì xong được rồi. Tiếp câu 8 đi. Làm nốt câu Cô 8. đề xin cho em có ít được Thế đâu mới sai. Có hiểu chưa? Người ta phải cố phải có chỉ một đáp án đúng chứ. Được chưa? Chỉ có một đáp án đúng đây người ta cố tình thêm vào để cho nó sai đi thì mới nó mới thành đáp án sai chứ không thể lẽ nó mà đúng thì để C và D đều đúng à, chỉ được có một đáp án đúng thôi chứ. Ta cố tình làm thế để nó thành sai. Câu 8 nhỉ? nào. Làm nó câu 8 đi còn nghỉ. Con đang cái câu này con đang không hiểu tự nhiên cho ép mà. Nếu như thế là sai. Cho S mà là sai câu 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 7 á? À?
Xăm á? Không. Ừ thì nó cố tình làm thế để nó thành sai mà. Thì vì câu C rồi thì câu D phải sai chứ. Cô Tám vừa mới làm xong đấy. Mô ra là ai? Rồi nhớ nhá, Mozart với Beethoven làm composer nhớ chưa? Hai cái đấy chắc chắn là sẽ xuất hiện, nếu rất dễ xuất hiện đấy. Rồi bây giờ cô sẽ gửi cho con bài tập ngắn ngắn thôi nhưng mà làm cho cô cẩn thận vào, đừng có để sai nhớ chưa? Vâng. Rồi bye bye, see you next time. Được không?